Giời ơi, nhanh lên, nó nấp sau bức tường cái kia. Khổ quá, từ từ máy đang lag. Lên đi, nhanh lên, chốt nó đi. Trời ạ, thua rồi. Thôi ông đập cái bộ PC của ông đi. Chơi game kiểu gì suốt ngày bị thua. Thế làm nào bây giờ? Gigabyte Gaming G5 MF5, ông vua cấu hình đây chứ đâu. Mua laptop còn được lì xì lên đến 3 triệu đấy. Đi ra mua ngay, về trả thù chúng nó. Gigabyte Gaming G5 MF5, màn hình Full HD 15,6 inch, tấm nền IPS. Quét 144Hz đem lại hình ảnh sắc nét, chống xé hình khi chơi bắn súng, đua xe hoặc FIFA online. Đặc biệt, chip Intel Core i7 13620H thế hệ thứ 13 với 10 x 16 luồng, kết hợp card đồ họa GeForce RTX 4050. Combo hoàn hảo thoải mái chiến mọi game nặng như GTA 5, PUBG, Tomb Raider mà còn xử lý tốt về đồ họa như 3D Smart, Photoshop, Render Video. RAM 16GB DDR năng nâng cấp tối đa được 64GB, mở nhiều tab làm việc nhiều ứng dụng mà vẫn không bị giật lag. Ổ cứng SSD 512GB NVMe tối ưu tốc độ khởi động game và xử lý các file công việc nặng, đồng thời giúp lưu mở dữ liệu nhanh chóng chỉ trong vài giây. Bây giờ mình sẽ vào game CS2 và sử dụng chế độ Low Setting. Ở game CS2 này, mình thấy mức FPS cũng cực kỳ ổn định. FPS sẽ rơi vào khoảng 100 đến 140 FPS. Chưa dừng lại ở đấy, mức tiêu thụ của cả màn hình và chip cũng chỉ dao động từ 40 đến 50. Điều đó chứng tỏ rằng bạn có thể đẩy lên mức setting cao hơn mà không gặp trở ngại. Để có thể tối ưu được chiếc RTX 4050 này, mình sẽ chuyển sang chế độ VD2. Thì ở đây chúng ta có thể thấy FPS sẽ dao động từ khoảng 70 đến 90. Mình thấy FPS vẫn rất mượt mà, vẫn đủ để chúng ta có thể trải nghiệm. Bây giờ mình sẽ chơi thêm tựa game PUBG và chúng ta sẽ test ở chế độ Reload xem nó sẽ như nào nhé. Khi vào game thì mức FPS cũng phải nói là cực kỳ ổn định. Ngay cả khi vào những chỗ đông người thì FPS cũng không bị giảm đột ngột, sẽ dao động từ 110 FPS đổ lại. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ High Setting. Thì ở chế độ này FPS cũng sẽ dao động khoảng 60 đến 70, vẫn không hề xảy ra hiện tượng drop FPS quá nhiều. Nên là các bạn cứ yên tâm, kể cả khi những tựa game FPS hay là triple A cũng sẽ cân được hết. Game thì khỏi phải bàn rồi, thế còn đồ họa thì sao nhở? Với thời lượng render video 2 phút, với độ phân giải Full HD thì sẽ mất đâu đó khoảng 50 giây. Trong tầm giá với mức cấu hình như này, chơi game cũng rất là mượt mà thì mình thấy chiếc laptop này cũng rất xứng đáng để cho các anh em game thủ đầu tư đấy nhá. Quan trọng là tản nhiệt. Chứ chơi được 2-3 game rồi lại nóng bỏng tay thì nói làm gì. Không đâu ông ơi, ông sai rồi. Sai như cách ông chơi game vậy. Gigabyte Gaming G5 MF5 trang bị hệ thống tản nhiệt WinForce độc quyền hiệu suất cao lên đến 150W với 2 bếp fan 59 cánh, 4 ống đồng dẫn nhiệt, 4 lỗ thoát khí, hiệu suất vẫn ổn định ngay cả khi chơi game nặng hoặc các ứng dụng tệp lớn. Bàn phím LED RGB toàn vùng có thể điều chỉnh 15 màu sắc qua phần mềm Gigabyte Control Center, không chỉ kích thích tinh thần chơi game mà còn thuận lợi khi làm việc hoặc giải trí dù ở bất kỳ môi trường ánh sáng nào. Webcam HD 720p tích hợp, hỗ trợ học tập, làm việc và tổ chức các cuộc họp trực tuyến một cách dễ dàng và chất lượng. Pin 4 cell dung lượng 54Wh, sử dụng các tác vụ cơ bản liên tục từ 4 đến 5 giờ. Các cổng kết nối lớn như HDMI, DisplayPort Mini, Type-C đặt sau máy gọn đẹp và tiện lợi hơn. Trong đó, 2 cổng xuất hình HDMI và 1 cổng Mini DisplayPort hỗ trợ 2 màn hình 8K 60Hz, 2 jack 3.5, 1 cổng hỗ trợ microphone, 1 jack 2.1 tích hợp cả microphone và audio, 2 USB Type-A, 2 USB Type-C, 1 cổng LAN và 1 khe thẻ nhớ microSD. Tích hợp Wi-Fi 6E cho khả năng kết nối làm việc nhanh chóng. Thế đã mê chưa? Còn mê hơn nữa với lì xì cực khủng lên đến 3 triệu đồng từ Gigabyte với những dòng laptop Aorus 15, Gigabyte G5 và Gigabyte G6. Chưa hết, còn có cơ hội nhận được một USB Aero 32GB phiên bản giới hạn. Chương trình diễn ra từ 29 tháng 1 đến 29 tháng 2 năm 2024. Đặc biệt, đi kèm sản phẩm là gói bảo hành 24 tháng và gói bảo hành mở rộng thêm 12 tháng của Hacom. chi tiết xem ở trên website nhé. Nhìn gì nữa, vào game chiến tiếp cho chúng nó sáng mắt ra. Lần này có laptop xịn rồi, ông mà thua nữa thì đừng trách.